Như vậy là tập 15 của Skibidi Toilet Zombie cuối cùng cũng đã ra mắt, và với việc nó có tới 2 phút rưỡi, thì đây là tập có độ dài thứ hai trong series phim này cho tới thời điểm hiện tại. Và đương nhiên thì với việc dài như thế, thì tập phim cũng sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Và đối với mình thì đây là một tập rất hay, cũng như là rất cảm động, bởi vì người anh hùng Cyborg Milton Toilet đã hy sinh để bảo vệ cho BOV Cameraman. Nếu các bạn thắc mắc rằng ai là người đã tạo nên hàng rào bảo vệ cho Cyborg Milton Toilet và BOV Cameraman, và tại sao con Speaker Zombie này lại có thể hồi phục bằng cách ăn thịt đồng loại của mình, hay việc tại sao món vũ khí X-18 này lại nuốt chửng Cyborg Milton Toilet, thì chào mừng các bạn đến với Ben Chỉ Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích và giải mã bí ẩn tập 15 Skibidi Toilet Zombie nhé. Các bạn biết tin gì chưa? Shop Ben Chỉ Điện Tử của mình đang giảm giá cực sốc. Với còn nhớ thì ở cuối tập 14, BOV Cameraman đã xoay sở và thoát ra được khỏi bụng của con quái vật kia nhờ bắn hàng chục lỗ lên người của nó, rồi sau đó sử dụng chính khẩu X-18 để kết liễu con zombie này. Lúc này thì BOV Cameraman mới nhận ra rằng sau khi bị nuốt chửng thì con quái vật đã dịch chuyển trở về căn cứ của nó. Vậy nên đó chính là lý do vì sao mà hiện tại anh đang có mặt ở nơi này. Điều trùng hợp là anh ấy cũng đã phát hiện ra rằng con zombie Speakerman cũng chính là người đứng đầu của trụ sở này, và nó đang có kế hoạch bắt giữ Toilet về để giam giữ. Và mục đích đằng sau việc đó để làm gì thì chúng ta chưa được biết. Thay vì giải cứu cho chính bản thân và chạy thoát khỏi nơi này, thì BOV Cameraman quyết định lén lút và thâm nhập vào bên trong căn cứ của chúng để tra khảo. Và trong quá trình đó thì anh ấy đã phát hiện ra hai Toilet đang bị giam giữ, và họ là đồng minh. Vậy nên BOV Cameraman đã giải cứu cho hai người này. Tuy nhiên vì phát hiện ra tiếng động lớn nên đám zombie đã nhanh chóng kéo đến, và thế là trận chiến đã nổ ra. Milton Toilet vết trắng đã kết nối với khẩu X-18 để hóa thân thành một con Super Cyborg với sức mạnh vô cùng bá đạo, đánh bại con Police Zombie kia và giải thoát cho cả hai. Thế nhưng anh bạn Milton Toilet còn lại thì không may mắn tới như vậy, bởi vì trùm của bọn chúng đã đến. Con Speaker Zombie chính là vật cản cuối cùng mà BOV Cameraman và Cyborg Milton Toilet phải đối đầu trong tập phim này. Trong những giây đầu tiên của tập 15, bạn có thể thấy con Speaker Zombie giả mạo như thế nào khi bẻ gãy cổ anh bạn kém may mắn của chúng ta và ném xác của anh ấy về phía BOV Cameraman. Mặc dù là chúng ta chưa biết nhau nhiều lắm, nhưng dù sao thì cũng hãy yên nghỉ đi nhé anh bạn. Cyborg Milton Toilet tức giận và muốn trả thù cho người anh em của mình. Vậy nên anh ấy đã bật khẩu súng ra và bắn thẳng vào người con quái vật kia. Phát súng đó vô cùng uy lực, và ngay lập tức cánh tay trái của con Speaker Zombie đã nói lời tạm biệt với cơ thể của nó. Tất nhiên là điều này chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận. Nó điên cuồng và hú hét lên vì đau đớn cũng như tức giận, và đồng thời tiếng thét này cũng kéo theo đó là hàng loạt những con đệ của nó đến. Và rồi cuộc chiến từ thế 2 đấu 1 đã bị đưa về thế 2 đấu 1000, hoặc có thể là hơn. Đây chính xác là một kỹ năng mới mà chúng ta vừa được phát hiện ở con zombie Speakerman này. Theo như tiết lộ của Monster Up thì họ nói rằng chỉ có duy nhất con Speaker Zombie này mới có thể triệu hồi được một bầy thây ma đáng sợ như vậy bằng tiếng thét ở thời điểm hiện tại. Và ngoài ra thì những con zombie cấp cao cũng có thể làm được như vậy. Bạn có thể lấy ví dụ như ở trong tập 6, zombie Astro Toilet đã hét lên một tiếng thất thanh để gọi viện trợ, và ngay sau đó gã Scientist Toilet Zombie đã xuất hiện. Ngay sau khi cả đám đã bao vây lấy hai người hùng của chúng ta thì một con zombie nào đó muốn thử sức mạnh và nó nhanh chóng lao đến điên cuồng. Thế nhưng đột nhiên cơ thể của nó đã bị cắt thành hai mảnh, và từ một nhân vật không ai biết, nó đã được cosplay thành thầy Gojo. Nếu bạn xem kỹ ở khung cảnh này thì bạn sẽ thấy thứ nó đã cắt thành hai mảnh chính xác là do một cái tường bảo vệ đã xuất hiện cùng thời điểm mà nó lao lên. Chúng ta không rõ rằng ai là người đã tạo nên lớp lá chắn này, nhưng mình có một giả thuyết khá là điên rồ, cũng như thích hợp hơn thì mình sẽ nói nó ở phần sau của video. Vậy nên hãy đảm bảo là các bạn xem hết video để không bỏ lỡ điều quan trọng nào nhé. Mặc dù là có một lớp màng bảo vệ, thế nhưng điều bất ngờ là phần thân trên của con zombie này vẫn may mắn lọt vào được bên trong, và con này vẫn cố gắng chà lết để cắn BOV Cameraman một miếng. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì Cyborg Milton Toilet đã cho nó một cú dậm để tiếp tục tách thân xác của nó ra thành nhiều phần khác nhau nữa. Tới nước này rồi thì con Speaker Zombie cũng không thể nào mà không cây cú hơn được nữa. Nó bày tỏ sự tức giận của mình bằng cách cầm những con đệ và vo thành những cục tròn, rồi sau đó ném đi tứ phía, như thể bất lực và chẳng biết làm gì hơn. Ở con đệ cuối cùng thì con quái vật này đã cầm đầu của nó lên và rồi chích một tia điện gì đó khiến cho đầu của con zombie kia phát sáng. Và nếu bạn là một người hay theo dõi bản leak của Monster Up thì bạn sẽ biết rằng đây là cảnh leak mà bọn họ đã show ra vào vài ngày trước. Và cũng theo nhiều tiết lộ của bọn họ thì hành động đó được lấy cảm hứng từ bộ phim I Am Legend. Trong đó, những con thây ma cũng bị hất tương tự như chính con Speaker Zombie làm. Và trong cảnh tiếp theo, nếu như bạn đang ăn uống một cái gì đó thì mình khuyên là bạn nên cất thức ăn ngay đi, vì nếu không muốn bị nôn mửa, bởi vì con zombie Speakerman đã quyết định cầm con đệ của mình lên và rồi cắn một phát và nuốt. Nhờ vào việc này thì bàn tay bị mất của nó đã mọc lại. Nhìn nó gớm ghiếc làm sao, tên quái đản này tiếp tục làm những điều gớm ghiếc đó, và điều đó khiến cho BOV Cameraman không thể chịu nổi.
anh ấy đưa tay lên miệng để kìm nén bãi nôn của mình bằng mọi cách. Có lẽ hiện tại anh ấy đang cảm thấy khó chịu trong bụng mình lắm rồi đây, bởi vì chính mình xem mình còn cảm thấy như vậy mà. Ngoài ra thì mình cũng chả hiểu tại sao đám zombie kia lại không bỏ chạy khi chứng kiến khung cảnh kinh hoàng này. Bởi vì các bạn biết đấy, Big Boss của chúng ta rõ ràng là có thể ăn thêm sinh mạng của bọn chúng bất kỳ khi nào mà, đúng không? Đám này chắc chắn là đã được đào tạo về một khóa lòng trung thành khá kỹ đấy. Vậy nên không một con nào có thể chạy sau khi thấy được điều ghê tởm kia. Sau khi nuốt chửng hết con đệ thì cơ thể của nó đã bị thay đổi đột ngột, những thớ cơ bắp của nó còn to hơn, và từ một gã đầu đường xó chợ tới nay vẫn là một tên đầu đường xó chợ nhưng khổng lồ. Nó cố gắng để phá hủy bức tường bảo vệ và nhận thấy được tình hình trở nên nghiêm trọng. Vậy nên BOV Cameraman rút ra hai cây thòng cống của mình từ chiếc phản lực, và hành động này trông khá là ngầu lòi. Mình đang nghĩ đến một giả thuyết, liệu rằng đây chỉ là hai cây thòng bồn cầu dự trữ của Blinder Cameraman, hay bộ phản lực này có thể tạo ra vô số các ống thòng bồn cầu cho anh chàng này tùy ý muốn. Theo mình thì có lẽ đây chỉ là hai cây ống thòng bồn cầu dự trữ mà thôi. Nếu mà nó có thể tạo ra vô tận thì như vậy chẳng phải là quá bá đạo hay sao, đúng không? Thật không may là ở cái vùng tay thứ hai thì con speaker zombie kia đã có thể phá hủy được lớp khiên và nhanh chóng lao đến đấm Cyborg Mutant Skibidi Toilet bay thẳng vào tường. Cú đấm này vô cùng mạnh, và rõ ràng là nhìn vào biểu cảm của anh bạn kia thì anh ấy đang cực kỳ đau đớn chứ chẳng đùa. Nhân tiện thì hai cái dòng đang chảy này là khói bốc ra từ cục đá đằng sau của Cyborg Mutant Skibidi Toilet nha các bạn, chứ không phải là thứ gì đâu. Và mình nghĩ là Monster đã chọn sai texture, nên là nó hiển thị có một chút gì đó không như mong muốn mà thôi. Mặc dù khá là đau đớn, vậy nhưng Cyborg Mutant Toilet không chịu khuất phục tại đây. Anh ấy kích hoạt bộ phản lực, nhanh chóng lao đến và ôm con quái vật kia bay thẳng lên trời, và rồi đánh nó một cái thật mạnh, sau đó thả rơi tự do nó xuống mặt đất, và rồi kết thúc trận chiến này với một vài quả rocket hạng nặng. Một màn trình diễn không thể nào mà thuyết phục hơn. Hóa ra từ lúc biến hình tới bây giờ, chúng ta mới được biết là còn có một thiết bị giải phóng tên lửa ở trên bụng anh bạn này. Có vẻ như khoảng thời gian qua, Mutant Toilet đã chịu đựng rất nhiều, với nên anh ấy khá là tức giận. Và để trả đũa cho việc đó, anh chàng này lao thật mạnh xuống và tung một cú đấm vào người của con zombie kia. Nhìn vào dư chấn của cú đấm đó thì bạn cũng đủ hiểu rằng trận chiến này đã chính thức dừng lại tại đây rồi, đúng không? Thế nhưng có điều gì đó không đúng ở đây cho lắm, bởi vì vài giây sau đó, Cyborg Mutant Toilet bắt đầu ho dữ dội và tưởng như rằng con zombie kia đã chết. Thế nhưng không, nó vẫn có thể khóc lóc và la hét như thể nói rằng tao có chết thì tao cũng sẽ kéo theo tụi mày đi theo tao vậy. Tiếng hét đó đã kêu gọi đến một con zombie mới, và đây là con zombie mà những người xem bên vũ trụ của The Fool không mấy xa lạ gì nữa. Và nó chính xác là con Skibidi Toilet miệng câm, có chiếc màn hình ở phía trước ngực. Lần này nó cũng tiếp tục đóng vai phản diện khi mà nó đã bị hóa thành zombie và trông cũng khá là gớm ghiếc. Tuy nhiên, trước khi nói về vấn đề này thì mình muốn giải thích cho các bạn tại sao Mutant Toilet lại ho như vậy. Các bạn có cảm thấy gì đó lạ lùng khi mà Zombie Speakerman lại có thể phá hủy được bức tường rào chắn ở cú đấm thứ hai hay không? Bởi vì trước đó, nó đã đấm một cú bằng cánh tay cừu của mình rồi, thế nhưng lại không có tác dụng gì. Vậy thì sai ở chỗ nào? Để giải đáp cho điều đó thì các bạn hãy xem lại đoạn phim mà mình đã tua chậm. Khi BOV Cameraman lấy ra túi phản lực của mình thì bạn sẽ thấy chất nhờn màu xanh này. Trước đó ta đều biết nó thuộc về con Normal Zombie này, và điều này chứng tỏ rằng máu của bọn chúng có thể làm yếu đi cơ thể của vũ khí X-18 và rào chắn này. Đó chính là lý do tại sao mà Cyborg Mutant Toilet đã ho dữ dội và rào chắn cũng đã bị phá hủy. Điều này đồng nghĩa rằng không lâu nữa đâu, anh bạn ấy cũng sẽ bị kiệt sức đến chết, hoặc tệ hơn là sẽ bị biến đổi thành zombie. Nhưng các bạn cũng đừng lo, vì điều tồi tệ hơn vẫn chưa kết thúc đâu. Bởi vì như đã nói thì con zombie Toilet miệng cầm kia đã đến. Theo lời kêu gọi của toàn thể dân chiến đấu của con speaker zombie kia, nó lao đến và khởi động chiếc màn hình TV với lợi thế từ chiều cao của mình. Ánh sáng từ chiếc màn hình kia dễ dàng bị rơi vào tầm mắt của anh bạn của chúng ta, và rồi anh ấy bắt đầu bị thôi miên và tự kết liễu bản thân bằng khẩu súng trên tay. Và đây là lúc mà BOV Cameraman của chúng ta thể hiện bản thân mình không vô dụng. Anh ấy kích hoạt chiếc thòng bồn cầu và rồi sau đó ném thẳng nó vào màn hình, và ngay lập tức nó phát nổ, khiến cho con zombie kia bất ngờ, đồng thời pha thôi miên của nó cũng bị gián đoạn, cứu sống cho người anh em của chúng ta. Đây là lúc thích hợp nhất để có thể cao chạy xa bay, và chắc chắn rồi, với việc cả hai đều có bộ phản lực trên người thì hai người họ có thể dễ dàng cao chạy xa bay khỏi nơi này. Thế nhưng bay chưa được bao lâu thì anh bạn của chúng ta đã ngã gục xuống mặt đất, và mình đoán là tất cả mọi người đều biết nguyên nhân là do điều gì. Có vẻ như căn bệnh đã lây lan rất nhanh và Mutant Toilet không thể chịu được hơn nữa rồi. Anh ấy bắt đầu hò dữ dội hơn, sau đó cánh tay trái đột nhiên biến mất mà không rõ lý do, rồi đến lượt cả cơ thể của anh chàng này bị khẩu X-18 hấp thụ vào và chỉ còn lại thứ này nằm trên mặt đất. Tập phim kết thúc bằng tiếng hét thất thanh của con zombie Toilet. Và thực sự mà nói thì đây là một tập phim vô cùng buồn. Mặc dù gặp nhau không lâu, thế nhưng đành phải nói lời từ biệt với người hùng của chúng ta. Yên nghỉ nhé anh bạn. Ngoài ra ở cuối tập phim thì bạn cũng sẽ thấy hình ảnh mà Monster Up đưa ra cho chúng ta. Cụ thể thì họ nói rằng
khẩu X-18 là một món vũ khí cực kỳ mạnh mẽ và nó sẽ hấp thụ năng lượng của chính người sử dụng rất nhiều. Và nếu như không đủ năng lượng để cung cấp cho nó thì nó sẽ hấp thụ luôn cả cơ thể của người dùng đó. Đó chính là lý do vì sao mà G-Man ở trong những tập trước đã cạn kiệt cơ thể và ngất xỉu như thế này. Và vì G-Man mạnh hơn Mutant Toilet nên ông ấy đã không bị hấp thụ. Các bạn nghĩ sao về tập phim này? Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.